của gia đình một xíu, nên là đã bị nghỉ mất một tuần. Rất vui được chào mừng mọi người đã quay trở lại. Hi Nguyên, hello. Okay, Tuyết Mai, Thoa Nguyễn, if you like, then you can change, you can rename yourself with your English name. Like, let me see, maybe me, my English name is Rachel, so, or you can call me, yeah, with my Vietnamese name is okay, but if you like, then you can rename yourself with your English name. So we can start the lesson now, okay. Xin chào mọi người, ở đây có rất là nhiều các bạn đã vào học rồi đây đúng không ạ? Ok, Nhật Minh. Toy Story? No, I haven't watched it. Is it fun? Toy Story là phim hả Nhật Minh ơi? Nhật Minh có hỏi mình nhưng mà mình chưa xem phim này. Oh, someone coming in. Một số bạn đang join vào lớp học rồi đây ạ. Chào mọi người nhá. Đầu tiên thì mình rất là vui được chào mừng mọi người đã quay trở lại với buổi học của chúng mình. Và như thường lệ thì đây sẽ là một phần nhỏ nhỏ mình muốn chia sẻ cho các bạn về sản phẩm Duet của lớp mình. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình đúng không? Đây là một bạn nhỏ rất là dễ thương. Bạn ấy có một cái chất giọng rất là hay mọi người nhá. Chúng ta thử nghe xem và học cái cách mà bạn đi Duet ra sao. Và mọi người hãy cố gắng quay trở lại cái thói quen để chúng ta có một cái phần Duet nhỏ nhỏ vào mỗi tuần đi. Và mọi người up lên trên phần group của Nhịp Cầu Sinh Ngữ và mình sẽ xem mọi người nhá. Đây là bạn nhỏ của chúng mình nhưng mà mình đang chưa thấy có tên của bạn đó. Không biết là ở đây có bạn có đang học ở trên livestream không, có thể giơ tay giúp mình nhá. Mọi người nghe giúp mình một cái sản phẩm nho nhỏ của bạn nhỏ của chúng ta và học cái cách bạn duet nhá. Ok, now. You are responsible for your life. And if you're sitting around waiting on somebody to save you, to fix you, to even help you, you're wasting your time because only you have the power to take responsibility to move your life forward. Okay, mọi người có thấy là bạn ấy có một cái chất giọng rất là mềm không? Và quan trọng nhất là bạn ấy học cái cách nhấn nhá, học cái cô này và nhấn nhá y hệt như cái cách mà người bản xứ họ nói. Thì đây là một trong những cái tiêu chí làm cho cái giọng của bạn mềm hơn. Và Duet là lý do vì sao mình luôn luôn để cho một cái video mẫu là người bản xứ nói về một video để cho mọi người nghe theo và chúng ta Duet theo ấy. Thì đây là nếu như chúng mình muốn cái giọng của chúng ta mềm và dần dần các bạn sẽ cải thiện được cái ngữ điệu cũng như phần phát âm thì hãy cố gắng mỗi tuần chúng ta hãy thực hiện Duet mọi người nhá. Mình có up là you are responsible for your life. Không có nhiều các bạn Duet nên là các bạn hãy cố gắng từ từ này trở đi, thì ở đây là đề bài của mình đưa ra vào mỗi tuần thì các bạn hãy nhớ là chúng ta vào trên phần hướng dẫn và chúng ta làm theo mọi người nhá. Đấy, sau mỗi cái bài học thì mình đều có để cái tài liệu và phần Duet cho mọi người đấy. Okay. So hopefully I can receive more of your Duet videos after the week, and certainly I will watch it and give you some comments on your pronunciation and also speaking skills. Okay? Mọi người cố gắng lên nhá, cố gắng lên, mỗi ngày một tuần một đoạn thôi sẽ làm cho các bạn có cái giọng mềm hơn rất là nhiều nhá. Và đây cũng có rất là nhiều các bạn nhỏ nữa. Đây chúng mình thử xem một đoạn nhỏ của một bạn gái rất là dễ thương nhá. Đây mọi người nghe xem bạn duet với phần này như thế nào nhá. When you really think about it, life, if you don't go after what you want, you'll never have it. If you don't ask, the answer is always no. And if you don't step forward, you're always in the same place. Ok, mọi người hãy cố gắng lên nhá. Chúng ta nỗ lực mỗi tuần một xíu để tăng về phần ngữ điệu cũng như phần phát âm của mình thông qua thử thách Duet Challenge. Ok, so that's it for lesson 18. And now moving on to lesson 19 today. The topic is about books. Do you like reading books? Mọi người có thích đọc sách không nhỉ? Hôm nay sẽ là một trong những cái chủ đề mình nghĩ rằng rất là hay, bởi vì nó cho bạn những cái lượng từ vựng nó cần thiết để chúng ta sẽ nói về chủ đề reading nhá mọi người nhá. Các bạn sẵn sàng chưa? Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập. Hôm nay cũng sẽ có những cái phần như thường lệ, học về từ vựng, tăng cường với kỹ năng nghe, đẩy mạnh về lượng từ theo cụ. Và sau đó thì mình sẽ cho mọi người một cái thử thách nhỏ nhỏ để chúng ta sẽ thực hiện viết và luyện nói trực tiếp với mình trên lớp nhá. Ok, now everybody, right now on the screen, I would like to give you around, let me see how many new words right here. Có bao nhiêu từ mới của ngày hôm nay nhỉ? Đây, đầu tiên mình sẽ học với thẻ từ flashcard trước nhá.
Đây, các bạn sẽ nhìn thấy ở đây chúng ta sẽ có tổng là 47 từ vựng nhé. There are 47 new words that we're going to learn today. And I would love you to raise your hand and then try to practice speaking out loud these new words with me. Mọi người hãy cố gắng giơ tay và chúng ta sẽ cùng đọc to những cái từ vựng mới này với mình. Bởi vì đây là cách tốt nhất để cho mọi người học từ mới nhé. One of the best ways to learn new words is to read it out loud. Hãy cố gắng đọc to nó ra để chúng ta vừa có thể là luyện phát âm lại còn vừa có thể nhớ nó được lâu hơn, đúng không nào? À, mọi người ơi, mình đang nhìn thấy ở đây có 7 bạn đang giơ tay rồi. Những gương mặt rất là thân quen. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Thì bây giờ chúng mình sẽ dần dần mình cũng cố gắng là những bạn nào đang mở cam thì mình sẽ ưu tiên gọi nhá để cho các bạn sẽ luyện tập phần nói với mình. Và mình cũng hy vọng là với các anh chị đi làm, các anh chị vẫn cố gắng là giơ tay giúp em, bởi vì chương trình học này thật ra thì nó dành cho người lớn nhiều hơn. Và các bạn, bởi vì các lớp ở đây thì lớp speaking cho các bạn nhỏ trong nhịp cầu sinh nhữ cũng rất là nhiều. Thế nên là mình hy vọng là sau một tuần các anh chị đi làm và các bạn sinh viên, đúng không? Người đi làm đã có một cái tuần làm việc khá là căng thẳng rồi thì chúng ta sẽ có một cái phần học với nhau ở đây để chúng ta luyện tập trực tiếp ở trên này nhá. Thì mọi người cố gắng là chúng tăng cường giơ tay đi ạ, mọi người đừng có ngại nhá. Đầu tiên là em có nhìn thấy chị Linh Trần thì em xin mời chị mở mic. Em sẽ unmute chị nhé. Để em coi phần của chị Linh đâu ạ. Ok, đây rồi ạ. Và chị Linh Trần ơi, can you help me to unmute yourself? I would like to give you some new words with the topic books today. Okay, so are you moving? Are you going somewhere? Yeah, now. Okay. But you still hi Miss Linh. Yeah. But you are still comfortable talking right now, right? Yes. Okay, that's cool. Thank you. And the very first word for today, đây là từ vựng đầu tiên. Thì khi mà chúng ta đọc sách thì giúp cho mình có thể đọc được những về kiến thức về những cái nền văn hóa khác nhau. Thì mọi người hãy nghe nhé và giúp mình đọc to nào. Reading about different cultures. Reading about different cultures. Yeah, different cultures. Thank you. Cái cuốn sách này thì nó được viết về một cái sự vật sự việc gì đó. Be written about. Be written down. Yeah, be written about. Okay. Yeah, be written about. Nó được viết về cái gì đó đúng không? Thế thì okay, để mình chờ một chút xíu nhé. Có thể là mình sẽ đẩy vào phần này học sau đi. Mình sẽ cho mọi người học trước về những cái chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái phần ngày hôm nay về những cái lợi ích, benefits of reading. Nhưng mà mình trước hết, sorry mọi người một xíu, vì mình để ở phía dưới, đây rồi ạ. Ok, mình học cái này trước nhá. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với two main types of books. Hãy học với hai cái thể loại sách rất là tiêu biểu đó. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đến với sách đầu tiên. Đó là sách nó được gọi là fiction books. Là những cái sách nó không thật ạ. It's talk about unreal situations and made up stories. Những cái câu chuyện mà người ta nghĩ ra và nó không hề có thật trong thực tại thì người ta gọi là fiction books. Ok, thế bây giờ mình học trước hai cái thể loại này nhá, bởi vì là mình sẽ có cái game đằng sau thì mình nghĩ là khởi động bài học với game nó sẽ vui hơn là với việc là chúng ta học nhiều từ mới quá. Ok, so Miss Linh, can you help me to speak out loud this word? Fiction books. Yes. Fiction books. Yeah, fiction books. Okay, so fiction book means that these are books talking about. Chúng ta sẽ có những cái gì ạ? Câu chuyện không có thật đúng không ạ? Đó là, ok, chúng mình sẽ có thể nói là những cái câu chuyện mà được nghĩ ra ấy, thì người ta gọi là made up stories. Ok, hay là unreal. Ok, unreal story. Những cái câu chuyện mà nó không hề có thật mà mọi người tự nghĩ ra. Ok, thank you. Ok, now, chuyện về người thật, việc thật thì sao? Chúng ta sẽ có một cái thể loại đối ngược đó là non-fiction books. Non-fiction books. Yeah, non-fiction. Vậy thì non tức là không đúng không ạ? Nó đối ngược. Thế bây giờ chúng ta sẽ học cái cách nhé. Right after the section, right after this section, I would love to give you a really fun game to help you distinguish between fiction and non-fiction books. But firstly, let's take a look at some of the new words. Đầu tiên trước khi chơi game thì mình cho mọi người một số những cái lượng từ vựng hay để chúng mình phân biệt là loại sách nào là fiction, loại sách nào là non-fiction mọi người nhé. Thì chị Linh ơi, chúng mình tiếp tục với phần này chị ạ. Để em, mọi người, where is it? Để em tìm lại với nick của chị Linh nhá. Và bây giờ chị có thể unmute lại nhé, để chúng ta sẽ có từ đầu tiên dành cho chị.
Tiểu thuyết lãng mạn ạ. Ok, vậy thì từ này sẽ đọc là gì ạ? Romantic novels. Romantic novels. Ok, romantic novels. Thì novels, theo chị là tiểu thuyết lãng mạn này là fiction hay non-fiction chị nhỉ? Non-fiction. À, ok, ok. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến nhé. Ví dụ như là những cái câu chuyện ấy. Mình sẽ có một cái định nghĩa nho nhỏ như thế này về novels. Và tí nữa thì chúng ta sẽ học kỹ hơn. Chị có thể đọc cho To Duyên câu này được không? Novels are... Chỗ nào cô? À, ok. Chúng mình đã để cho một chút để em sẽ highlight nó lên để cho chị có thể dễ dàng. Ok, here we go. Khu vực này ạ. Chị đọc To Duyên được không? Yeah, yeah. Novels are fictional stories invented by the writer, although some are based on true stories. Ok, vậy novels là những cái câu chuyện mà nó không có thực được làm sao? Sáng tạo ra bởi tác giả. Mặc dù rằng là một số thì nó dựa vào những câu chuyện có thật, nhưng người ta vẫn có thêm, người ta vẫn cho thêm những cái tình tiết mà người ta tự nghĩ ra ấy. So novels are fiction or non-fiction books? Fiction book. Fiction books. Ok, vậy chúng ta coi tiểu thuyết thì là một cái thể loại fiction mọi người nhá. Đấy, thì tí nữa chúng ta nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Thank you. Moving on. Nè, chúng ta sẽ đến phần số 2. Cái này thì quá dễ rồi. Sách giáo khoa. Textbooks. Chúng ta sẽ có từ... Yeah, textbooks. Thank you. Sách dạy nấu ăn. Thế ví dụ sách giáo khoa, is it a fiction or non-fiction? Non-fiction book. Yeah, non-fiction. Because it's talking about true stories and true people in real life. So textbooks is a non-fiction book. Now, sách dạy nấu ăn, xin mời chị đọc to ạ. Cookbooks. Cookbooks. Thì nếu như chúng ta có cookbooks là một cái danh từ ghép đúng không ạ? Được kết nối giữa hai danh từ với nhau thì thường cho âm từ nó sẽ rơi vào âm tiết số 1 đấy ạ. Mọi người nhớ nhấn mạnh cho mình nhé. Cookbook. Yeah. Sách hướng dẫn du lịch ạ. Chúng ta sẽ có từ này. Travel guide books. Travel guide book. Yeah, travel guide books. For example, if you visit a new places or a new country, then maybe you would love to know more about this place through some travel guide books. Những cuốn sách giúp cho mình có thể có những cái thông tin về địa điểm mới khi đi du lịch ạ. À, truyện tranh thì sao ạ? Comic books. Comic book. Comic books. Okay, truyện ma nào. Ghost stories. Ghost stories. About ghost stories. Wow, ghost stories. Oh, chúng ta đang thấy có 14 bạn đang giơ tay đúng không ạ? Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì sự nỗ lực nhá. Thì tí nữa chúng ta sẽ dần dần gọi mọi người sẽ cùng nhau đọc với chị Linh. Khi mà chúng ta đang không có mở mic, mọi người cứ đọc cùng với mình nhá. Tiểu thuyết lịch sử thì chúng ta sẽ có từ gì ạ? Historical novels. Historical novels. Historical novels. Đúng rồi. Hai cái từ này có một cái vấn đề là chúng ta cần phải cong lưỡi ở âm cuối hoặc end nhá. Historical. Thì thấy chữ L thì mọi người chịu khó cong lưỡi một tí. Historical. Novels. Cong lưỡi lên một chút thấy L mọi người ạ. Từ điển thì sao nhỉ? Dictionaries. 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 Tập bản đồ ạ. Atlases. 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 Số nhiều thôi ạ. Chỉ là số nhiều thôi. Chuyện trinh thám thì sao? Detective stories. Detective stories. Detective stories. Okay. Thì tí người ta sẽ hỏi đó là what kinds of books do you like to read? Thì các bạn sẽ có biết là những thể loại nào các bạn thích đọc bởi vì chúng ta có hết từ vựng rồi mà. Tự truyện nào. Autobiographies. Đây là một từ rất là dài. Được rồi, thì chúng ta sẽ cố gắng nhé. Đọc chậm hơn một chút. Autobiography. Autobiography. Âm từ riêng với số 4 nè, chúng ta hãy thêm một sắc vào nhé. Autobiography. Biography. Tức là tự truyện. Yeah. Okay. Sách phát triển bản thân. Self-help books. Self-help book. Self-help books, thank you. Bách khoa toàn thư ạ? Encyclopedia. Encyclopedia. Inside.
Encyclopedia. Okay, it's such a very long word, but you did it good. Now, chuyện kinh dị, chúng ta sẽ có từ này. Thriller. Thriller. Thriller, thriller. Okay, chuyện kinh dị, nó cũng không phải là ma đúng không? Nó sẽ là phim diều giật gân đấy mọi người. Thriller. Và tiếp theo, tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Science fiction. Science fiction. Science fiction. Sao nhẹ chị nhé? Science. Science fiction. Có S ạ. Science fiction. Science fiction. Exactly. Ok, được rồi. Vậy thì chúng ta đã có thể nhìn thấy là chị Linh đã giúp chúng mình cùng nhau đến với rất là nhiều thể loại sách rồi. Cảm ơn chị Linh rất là nhiều. Chị có phần phát âm rất là tốt chị nhé. Chị cứ chịu khó đọc lâu cho em. Yeah. Yeah, thank you for joining me. Is it the first time you joined the class? Đây là có phải lần đầu tiên học lớp mình không? No, I sometimes and many times. Oh, okay. Yeah. So you've actually joined so many times, but sorry, I don't really recognize your face. Sorry. Yeah. Thank you, okay. Teacher. Thank you, Miss Ling. Okay, so we are done with the very first part. Phần đầu tiên chúng ta đã đến với hai cái thể loại sách đúng không? Thì mọi người ơi, khi mà chúng ta nói về thể loại ấy, mọi người thì chúng ta sẽ có một cái từ vựng rất là hay mình show trên Oxford cho mọi người nhá. Đó là từ genre, từ này là thể loại. Thì khi mà người ta hỏi là thể loại sách nào bạn yêu thích thì đã có rất là nhiều những cái từ mới mình vừa học á. Genre. Genre. Đấy, thì cái từ này mọi người lưu ý nhá. Thì khi mà người ta nói về sách, người ta hay nói đó là gì ạ? Action genre, okay, horror genre. Đấy là những cái thể loại sách mà chúng ta sẽ nói. Vậy thì hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau khởi động với một cái game nhỏ nhỏ mọi người nha. Now, I've got two types of genres in the screen, on the screen, as you can see. And you go into drag and drop. For example, fiction books. Chúng mình sẽ nhìn thấy ở đây có những cái sách nói về gì ạ? True stories, right? Fun facts about life. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau xem là cái sách gì sẽ là fiction đấy ạ? Mọi người sẽ nhìn thấy chắc chắn là textbook rồi đúng không? Các bạn sẽ drag là lấy cái này và drop là để vào đây cho mình. Thế thôi, mọi người hình dung cách chơi không? Thì mình sẽ gửi cho mọi người link ở trên phần chat box và các bạn tự làm giúp mình nhé. So, could you help me to take a look at the chat box? And you'll find a link I just dropped there. Try to click on it and finish the game within 2 minutes. Okay? Cố gắng tự làm cho mình nào. Chúng mình tự làm nhé. Sau đó chúng ta trước với nhau và mình mời một bạn trong lớp nhá. Hôm nay mọi người rất là nỗ lực ạ. Mình cảm ơn đang có 16 bạn đang giơ tay. 14 bạn đang giơ tay. Mọi người cho dù chủ nhật thứ bảy nhưng các bạn cũng rất là cố gắng để sắp xếp thời gian học với mình. Mọi người cảm ơn mọi người nha. Ok. Các anh chị đi làm hoặc các bạn mà sinh viên, mọi người chịu khó giơ tay giúp mình nhá. Bởi vì là đây là cái chương trình học nó mong muốn là đến cuối tuần mọi người có một cái phần thực hành trực tiếp ở trên lớp luôn ý. So if you're done, just say you're done in the chat box. Mọi người xong rồi nhớ cho mình là các bạn giúp mình nói là I'm done và cho mình số điểm nhá. Không biết là đây không biết là họ có tổng có điểm không nhỉ? Vậy, right. Học đi nghe bài là con này nói không được. Okay, what you are talking about? Ghost story, cookbook. Okay, okay, firstly, I think I need to unmute some of you guys. I need to mute some of you guys since there might be some background noise that affects others. Mình sẽ phải mute một số bạn nhé. Chị tắt rồi em. À vâng ạ. Oh, ok, hôm nay chúng ta có 60 bạn đang vào học rồi đấy ạ. Mọi người cố gắng giúp mình hoàn thành phần phần giữa hai thể loại sách mà chúng ta đang học nhỉ. So you're done, mọi người xong hết chưa? À, mình đã nhìn thấy có một số bạn đang
Tùng Mai Anh, you got 13 correct answers out of 15. Impressive. Bạn Nhật Anh của chúng mình đã có, à, bạn Tùng Anh Mai đã được 13 trên 15 câu đúng. Vậy các bạn có thể nhìn thấy được số điểm đúng của mình đấy. So when you're done, can you help me to tell me how many correct answers have you got out of 15? Okay. Có tổng 15 từ hôm nay thì các bạn đúng được bao nhiêu? À, bạn Đinh Tuấn Kiệt, à, you got 9. Thank you. Bạn đi được 9 câu ạ. Ruby, 12. Okay. Có vẻ như mọi người đã xong rồi đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng mình xin mời các bạn nhìn trên phần share trên màn hình và mình sẽ cùng nhau luyện tập nhé, bởi vì có rất nhiều phần thực hành phía sau nữa. Các bạn nhìn giúp mình đầu tiên, mình mời một bạn đang giơ tay để chúng ta làm cùng mình nhé. Ok, nào xin mời chị Kim Lương, chị có thể giúp em unmute và chúng ta sẽ cùng nhau thử chị nhá. Thứ nhất nào, mình sẽ có Encyclopedia. So which one is it, fiction or non-fiction? Encyclopedia in non-fiction books. Non-fiction books. This one? Next yeah. one. Dictionary is non-fiction. Non-fiction. Books. Autobiography. Yeah. Autobiography is non-fiction book. Non-fiction. Okay. Travel guide books. Travel guide book is non-fiction book. Yeah. Okay, so it belongs to non-fiction genre. Detective stories. Fiction books. Fiction, okay. Self-help books. Non-fiction. Non-fiction, romantic novels. Fiction books. Fiction book. Atlases. Atlases is non-fiction. Yeah. Non-fiction. Cookbooks. Cookbook is non-fiction. Non-fiction, okay. Thriller. Fiction books. Fiction, science fiction. Science fiction is not fiction book. Okay, ghost stories. Fiction books. Historical novels. Fiction book. Okay, comic books. Fiction book too. Okay, and textbook. Textbook is non-fiction. Non-fiction book. Okay, so let me check the correct answer. Wow, so you got them all correct. Impressive, thank you. Cảm ơn chị Lương, chị đã đúng hết tất cả các cuốn sách của chúng ta rồi đấy ạ. Wow, mọi người học rất là nhanh đúng không? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau luyện tập với chị Lương và chị đã cho mình kết quả đúng 15 trên 15. Cảm ơn chị rất nhiều. Thank you, vậy mọi người hãy cố gắng lên. Chúng ta cứ giơ tay để chúng ta luyện tập với nhau nhé, để cho mình có thể là thực hành được nhiều hơn trong buổi học. That's it for the very first part. Phần đầu tiên chúng ta đã xong rồi mọi người ơi. Now moving to the second part, listening. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với một thử thách luyện nghe cho mọi người xíu nhá. Thì chúng ta vừa học từ vựng xong thì luyện nghe một chút cho nó luyện cơ tai. Thì bây giờ mình có một số từ mới trước khi mà mình cùng nhau luyện với phần listening cho mọi người nhá. Thì mình sẽ phải, I need to go back all the way to the very first new word, sorry. Okay, anyway, I'm just here with the very first one. So guys, would you feel like speaking out loud these new words with me? Mọi người có chịu, mọi người có muốn đọc to cùng mình không? Thì các bạn giơ tay lên để chúng ta sẽ có một số từ vựng mới. Rồi mình sẽ luyện nghe với nhau mọi người nhá. Okay, đầu tiên ở đây mình thấy có một số bạn đang giơ tay thì... 14 bạn đúng không nào? Ok, đây rồi ạ. Thì mình sẽ nhờ các bạn đang giơ tay nhá. Đây, chờ mình một xíu. Không biết là bạn Ruby Phạm Bảo Trâm có đấy không? Thì Ruby mở mic cho mình nhá. Hello, xin mời Ruby nào. Ruby ơi, mình sẽ có từ đầu tiên, đó là những cái nền văn hóa khác nhau ấy. Thì em có từ này đọc thế nào nhỉ? Reading about different cultures. Reading about different cultures. Good, ok. Cuốn sách này được viết về It is written about... Be written about. Be written about. Ok, chỉ có một cái điều duy nhất đó là cái từ này thôi. Thì mọi người lưu ý với cách phát âm của từ written nhá. Thì nếu như chúng ta đọc theo Anh Mỹ mọi người, thì các bạn nghe này. Written.
written. Thì vì sao cái này nó không đọc là written? Bởi vì có một quy tắc nhỏ nhỏ, đó là nếu như chúng ta có tổ hợp TN đứng cạnh nhau trong American English, mọi người tách ra cho mình và đọc là writ, để im vào đấy một giây, và sau đó chúng ta kết thúc với âm n, written, written. Thế thôi, ok. Đấy, vì thì chúng mình sẽ nói là it is written about. Tiếp theo ạ, một cuốn sách dày 300 trang thì chúng ta sẽ tạo ra một cụm danh từ đi em, và nó thế nào nhỉ? A 300 page book. A 300 page book. Thank you. Rồi, rất là tốt với phần âm cuối ạ. À, vậy bạn đọc sách để giết thời gian. Kill time. Kill time. Kill time. Đọc sách để mở mang kiến thức thì sao? Broaden my horizon. Broaden my horizon. Horizon, hoặc là bằng với nó, đó chính là làm giàu kiến thức. Enrich my... Enrich my knowledge. Knowledge, đúng rồi. Vậy thì các bạn nhớ từ này không đọc là broaden nhé, nó là o dài, đọc là broaden. Broaden my horizon. Ok, đấy, đúng rồi. Phần phát âm chịu khó một chút. Ngoài ra nữa thì đây là there are some benefits of reading books. Một số những cái lợi ích của việc đọc sách thì sao? Thì ngoài cái việc mở rộng kiến thức thì nó sẽ cung cấp những kiến thức hữu dụng. Thì mình sẽ có một cái cụm từ. Các bạn chịu có học từ theo cụm cho mình trong quá trình chúng ta luyện nói nhé. Provide useful knowledge. Provide useful knowledge. Giảm căng thẳng thì sao em? Reduce stress. Okay. Nâng cao sự sáng tạo và trí tưởng tượng ạ. Improve creativity and imagination. Creativity. Chọn âm từ viết số 3 nhé. Creativity và imagination. Thì nhớ là có dấu phẩy lửng ở trước âm tiết nào, các bạn chịu có thêm màu sắc và nhấn vào đấy hộ mình với. Ok. Tiếp theo, cải thiện trí nhớ ạ. Một cái lợi ích rất là tốt của đọc sách nữa nào. Strengthen your memories. Ok, tăng sự tập trung thì sao? Improve your focus and concentration. Concentration. Okay. Cập nhật những tin tức mới nhất. Keep up with latest news and information. Vậy nhớ cụm từ keep up with, tức là cập nhật nhé. Cập nhật với những cái xu hướng hay kiến thức mới nhất ạ. Rèn luyện tư duy của chúng ta thì sao? Cultivate my way of thinking. Yeah, cultivate. Giống như mình trồng trọt ấy, thì mình sẽ làm sao đấy ạ? Làm giàu, đúng không? Đất đai. Thì tương tự như thế thì chúng ta cũng sẽ làm sao? Có một cái từ như thế khi mà chúng ta nói về việc là rèn luyện tư duy của mình. Cultivate my way of thinking. Khai sáng trí tuệ thì sao? Enlighten my mind. Ok, thêm chút niềm vui vào cuộc sống. Add a bit of fun to my life. Ok, rồi thì đây chính là những cái lợi ích của đọc sách đúng không? Thì khi mà các bạn học xong với khu vực này thì mình xin mời các bạn di chuyển sang phần listening nhé. There are another challenge that I would love to give you for today. Listening with the topic books. Chúng mình sẽ cùng nhau xem có những cái từ vựng nào để mở ý. Thì các bạn có thể thấy là trong cái quá trình học với khóa học Communicative ấy, thì tất cả những cái chủ đề thì mình đều phát triển theo dạng 5W1H mọi người ạ, để cho mọi người dễ dàng khi mà chúng ta triển khai. Thế thì thế nào là 5W1H đây? Với những bạn lần đầu tiên mới học ở lớp chúng mình thì bây giờ chúng mình thử cùng nhau luyện tập và trả lời những câu này nhé. Và tất cả câu này thì mình sẽ cho mọi người thực hành viết ngay sau khi mà các bạn học xong từ vựng và thêm một cái phần luyện tập nữa thôi ạ. Bây giờ bắt đầu mọi người nhé. Mục tiêu của chúng ta là sau một tiếng học của buổi học hôm nay, mọi người sẽ có khả năng sử dụng được những từ vựng mới về chủ đề books và nói về cuốn sách yêu thích, hay là nói về quan điểm của mình về những cái lợi ích về đọc sách ra sao. Ok, nào hãy cùng nhau thử thách với công thức 5W1H phát triển ý cho bài của ngày hôm nay nhé. The first question. How often do you read books? Okay. So how often do you read books? Okay. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với câu hỏi này. Thế mọi người có thể thấy rằng là đây chính là dạng câu hỏi how often. Nó bắt đầu bằng chữ H đúng không? Bạn hay đọc sách một cách thường xuyên không?
Thì bây giờ mọi người nghe và điền vào chỗ trống xong mình xem là người ta sẽ đọc như, người ta sẽ trả lời câu hỏi như thế nào. Thì đây là một cái câu hỏi yêu cầu phải trả lời bằng trạng từ chỉ tần suất đúng không nào? Mọi người nghe nhé. I read books almost every night before I go to bed. There are three missing words. Các bạn có nghe được từ đấy không? Nó không có trong Quizlet đâu, nhưng mình nghĩ là các bạn đều có thể làm được. Mình sẽ nhờ một bạn sẽ đại diện cả lớp đọc to nhé. Trong khi tất cả mọi người thì cứ gõ vào chatbot cho mình là được nhá. Ok, mọi người cố lên, chịu khó giơ tay giúp mình để chúng ta luyện tập trực tiếp ở trên lớp. Xin mời bạn tiếp theo. Có bạn nào ở đây mong muốn luyện tập không? Mọi người nhớ giúp mình nhá. Bạn ok, Tùng Anh Mai, bạn có thể mở giúp mình mic được không? Đây là từ vựng. Mình nghe lại nhá, xong cho mình xin từ vựng còn thiếu vào chỗ trống nhá. How often do you read books? I read books almost every night before I go to bed. Vậy người ta có nói là I read books almost every night before I go to bed. Chính xác, almost every night là hầu hết hàng đêm. Đã có rất nhiều bạn như Lona, bạn Phúc, bạn Jerry đã có nhắn tin riêng cho mình rồi, thì mình có đọc được tin nhắn private của mọi người rồi nhá. Câu hỏi số 2 ạ. What's your favorite type of book? Okay. I love. Rồi, người ta sẽ hỏi một câu hỏi đó là what's your favorite type of book? Thì cuốn sách hay thể loại sách nào mà bạn thích đọc đây ạ? Có rất nhiều thể loại sách mà chúng ta vừa học. Và ở đây thì người ta có một cái câu trả lời chung chung như sau. Em nghe và giúp mình đọc to nhé, Tùng Anh nhá. Books almost every night before I go to bed. What's your favorite type of book? I love reading about different cultures. Ở đây là từ cần trống là different culture. Yeah, you can say the whole sentence. Okay, you don't really need to to tell me what is the missing word. I love reading about different cultures. Thank you. Cảm ơn em. Nào, chúng ta sẽ đến câu hỏi số 3 nhá. Đấy, vậy các bạn có thể thấy là người ta đang phát triển theo gì ạ? How often, tức là có gì ạ? Thường xuyên không? What, tức là thể loại sách nào mà bạn yêu thích ý, đúng không? Chúng mình sẽ đến với câu hỏi số 3 nhá. What can you learn from books? What can you learn from books? Đây chính là câu hỏi, thực ra thì nó làm sao? Modify cho câu mà chúng ta vừa học ý. What are some benefits of reading? Những cái lợi ích nào chúng ta đạt được khi mà mình đọc sách đây mọi người? Books can broaden my horizon about thousands of things around the world. And books are also my best friends. Go ahead. So book can broaden my horizon about thousands of things around the world. And books are also my best friend. Okay, so the missing words are broaden my horizon. Chính xác rồi. Đó là mở rộng kiến thức đúng không? Thế thì chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo. Cái tên hỏi là where, đúng không mọi người? Sau khi hỏi được what là how often rồi thì người ta sẽ đến với câu hỏi là đọc ở đâu, cũng là một cách để chúng ta làm cho cái topic này nó được mở rộng hơn, chứ không nhất thiết là chúng ta chỉ tập trung vào việc là cái nội dung của cuốn sách đó. Where do you read books? Where do you read books? I read books at home, sometimes in the library. In the? Yes, I read book at home sometimes in the library. Library, đúng rồi, thư viện mọi người ạ, đó chính là từ library. Một số bạn đã rất là tốt đã có gõ vào chatbox rồi, nhưng mà rất tiếc chỉ có một mình nhìn thấy mọi người đang gõ thôi. Thì các bạn cứ chịu khó là comment cho mình vào chatbox nhá. What's the most interesting book you've ever read? Wow, okay. What is the most interesting book? Một cái cuốn sách thú vị bạn đọc gần đây là gì? I think that would be Nepal. Nepal. Cái nhớ cho mình Nepal nhá, thì tiếng Anh sẽ đọc là Nepal. Và cuốn sách này được viết về gì đấy ạ? A book written about the country of Nepal, published in 1999. So, a book. Từ còn thiếu sẽ là gì đây? Được viết về đúng không em? Được viết về sẽ là a book written about. Written about, đúng không? Mình học vừa học trong Quizlet rồi ạ. Tiếp theo nhá, cố lên. How long? Rồi, câu hỏi về how long nào. How long does it take you to finish a book? Well, it depends on the length of the book. It depends on. Nó phụ thuộc vào cái chỉ độ dài của sách ấy. Để cho mình xem là mất bao nhiêu thời gian. Đúng rồi, the length. Mọi người nhớ cho mình nhé, danh từ của long là length of the book. Okay, di chuyển tiếp theo. Take you to finish a book. Well, it depends on the length of the book, but it usually takes me a week to finish a 300-page book. It takes me a week to finish một cuốn sách 300 trang thì nó có một cụm danh từ vừa học đó là a 300
page book, đúng không ạ? 300 page book. Và nhớ cho mình 100 thì các bạn không cần phải thêm s đâu nhé. À page, các bạn sẽ không phải thêm s đâu. Tiếp theo ạ, câu hỏi nữa, cố gắng lên nhé. Mình còn một vài câu nữa thôi em ạ. Do you usually bring books with you when you travel? Rồi, do you usually bring books? Bạn có hay mang sách khi bạn đi du lịch không? Đây là một dạng câu hỏi yes no question. Yes, I do. When I'm at the airport or bus station, I read books to kill time. Từ còn thiếu sẽ là gì nhỉ em nhỉ? Hello. Oh, ok, rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ nhờ bạn tiếp theo nhé. Mình sẽ nhờ bạn Nhật Minh giúp mình nào. Nhật Minh có nghe được từ còn thiếu không ạ? Mình đọc sách để giết thời gian sẽ là từ gì Minh nhỉ? Hello, hello Minh. Ah, okay. Can you move your mic closer to your mouth? Because I don't really hear you clearly. Sorry. Okay, okay, okay. Do you usually bring books with you when you travel? Yes, I do. When I'm at the airport or bus station, I read books to kill time. Giết thời gian đúng không em? Okay. Rồi, cảm ơn Minh. Yeah, bởi vì mạng của em nó đang có hơi một chút chập chờn đi nên là mình sẽ xin mời bạn khác giúp mình. Cảm ơn Minh nhé. Thì lần sau em có thể check lại cho mình cái mạng cho nó rõ, nghe rõ hơn được không? Tiếp theo ạ, ta sẽ đến nốt với bạn Ruby Phạm Bảo Trâm. Ruby mở cho mình nhé. Còn câu hỏi cuối cùng thôi ạ. Is there any bookstore or library in your area? Unfortunately, there are none near my house. The nearest one is 3 kilometers away. 3 kilometers. Chúng mình sẽ có từ gì ạ? Cách xa nhà mình. Đó là từ? Là như away. Away, đúng rồi. Đấy, thì đây là một phần listening nhỏ nhỏ cho mọi người nhé. Để chúng ta có thể là hiểu được cái công thức khi mà chúng ta muốn phát triển bất cứ một cái topic nào ấy. Thì các bạn cũng đừng quá lo. Khi mà người ta hỏi là describe your favorite book. Thì một phần chúng ta có thể nói về cái nội dung của nó thôi. Thế nhưng mà ngoài ra, nếu như các bạn cảm thấy là ui mình bị kiểu không có từ vựng về sách, mình cũng không có biết là nói về cái content, cái nội dung của nó ra sao, thì các bạn hoàn toàn có thể là chúng ta nói về lợi ích của cái việc là khi mà mình đọc sách thì nó giúp mình mở rộng kiến thức về cái gì, hay là mình hay đọc sách ở đâu, thời gian mà mình hoàn thành cuốn sách đấy là bao lâu. Nên là mọi người hãy cố gắng nhé, chúng ta cứ chịu khó chạy theo như thế này thì cái phần luyện nói của chúng ta sẽ không bao giờ bị tắc ý đâu ạ. Nào, bây giờ mình sẽ tiếp tục nhờ mọi người một phần nhỏ nhỏ nữa cho trước khi mà chúng mình có một cái bức tranh rất là đẹp mà mình mong muốn các bạn sẽ hoàn thành trước khi mà buổi học của chúng ta kết thúc. Đây ạ, và bức tranh của chúng ta đây, mọi người có nhìn thấy không? Đây là những cái câu hỏi mình mong muốn là sau khi học xong từ vựng bạn phải trả lời được nhá. Bởi vì học tiếng Anh phản xạ mà, nếu như chúng ta chỉ học từ vựng rồi để đấy thì nó không hiệu quả đâu ạ. Thì hãy cùng nhau tiếp tục đến với khu vực tiếp theo. Mình xin mời giới thiệu cho các bạn một số những cái từ vựng để cho các bạn mô tả cái cuốn sách yêu thích của mình. Các bạn nào muốn hứng mở mic to ra và đọc cho mình những từ vựng này không? Giúp mình nhá. Ở đây mình đang nhìn thấy có 16 bạn đã giơ tay rồi đây, các bạn chịu khó lên. Chịu khó giơ tay lên giúp mình nhá. Chúng mình chỉ có một phần cuối cùng học từ vựng nữa thôi trước khi mà chúng ta sẽ đến với phần speaking và writing rồi ạ. Ok, now mình tiếp tục kéo xuống nhá và xem có một số bạn nào mới không. Mọi người cố gắng lên nha, chịu khó luyện tập đọc to cho mình với. Ở đây mình có Rose, xin mời Rose nào. Rose có thể giúp mình mở mic ra cho mình nhá. Nó hay đến nỗi mà mình không thể nào đặt cuốn sách này xuống được. Vậy em sẽ nói thế nào nhỉ? I couldn't put it down. I couldn't put it down. Okay. Khi mà cái cuốn sách đấy em chả thấy có một cái sự liên kết gì với nhân vật cả. Em thấy nó không hay thì em sẽ nói thế nào? Có một cái sự từ liên kết trong tiếng Anh là relate to. Okay? I just couldn't relate to any of the characters. I just couldn't relate to any of those created. Okay, rồi, relate to là một động từ rất là hay nhé. Okay, I can relate to some of the characters in the book or in the story. Tiếp theo ạ, đây không phải là một tuyệt phẩm đâu, nhưng mà tôi thấy là nó cũng khá là hay đấy. Thì có một cái từ tuyệt phẩm nào. It's no masterpiece, but it's very readable. Xin mời em, đây là một cụm dạy, đây là một danh từ rất là hay, masterpiece. It's no masterpiece, but it's very readable. Readable là một tính từ nhé, tức là nó cũng là khá là hay đấy, đúng không nào? Rồi, có một cái
cụm từ nữa để chúng ta có thể mô tả cuốn sách này. Thực sự là những nhân vật chính ấy, thì nó không phát triển về chiều sâu nên là em không thích cái cuốn này lắm. The main characters don't really develop. The main character don't really develop. Develop, okay. Một tính từ khi mà chúng ta nói là cái nhân vật này nó khá là một chiều ấy, hoặc là nó khá là hời hợt, nó không được phát triển cho lắm. Thì chúng ta sẽ có một tính từ rất là hay nhé. Some of the minor characters are very one-dimensional. Thì chúng mình sẽ có một cái tính từ ở đây, một chiều hay hời hợt, đó là one-dimensional. Rồi đọc to cho mình nào. One-dimensional. One-dimensional. Ok, rồi tiếp theo nhé. Cuốn sách này khá là khó đọc đấy. Nó về lịch sử, cái thứ đúng không? Không dễ đọc một chút nào. Thì một tính từ đó là heavy-going. Đọc to nhé. The book is such heavy-going. The book is such heavy going. Heavy going. Đây là một câu chuyện rất là cảm động. Thì cảm động có một tính từ rất là hay. It's such a moving story. It's such a moving story. Moving story. Okay. Một cái cụm động từ khi nói là em đắm chìm vào cuốn sách này, em không thể nào mà ngừng được, nó quá là hay. I am so engrossed in her book. I am so engrossed in her book. Yeah, engrossed, hoặc có một từ là absorbed. Absorbed cũng là một từ rất là hay nhá. Tiếp theo nào, khi mà em đọc một cuốn sách trước khi em đi ngủ thì một cái cụm danh từ để mô tả cuốn sách đó là bedtime reading. Bedtime reading. Bedtime reading, một cuốn sách dễ đọc nào. An easy read. An easy read. An easy read, it's such an easy read. Okay, cuốn sách rất là dễ đọc thôi, đọc lướt qua sách đó. Flick through the book. Flick through the book. Flick through the book. Okay, cuốn sách được viết rất là hay. The book is beautifully written. The book is beautifully written. Yeah, the book is beautifully written. Nốt nhá, người đam mê đọc sách nào, chúng ta sẽ có một cái tính từ rất hay để mô tả người đấy ạ. A voracious reader. Voracious. A voracious reader. Okay, hoặc an avid reader cũng được nhá. Một cuốn sách lôi cuốn, có một cái từ lôi cuốn tính từ nhé. Em chỉ có học một số tính từ nào. A captivating read. Captivating. A captivating read. Yeah, captivating read. Hoặc là a great read là được nhé. Đọc từ đầu đến cuối sách thì sao? I read it from cover to cover. I read it from cover to cover. Okay, cốt truyện hấp dẫn nào. It has an intriguing plot. Is an intriguing plot. Okay, vậy thì nhớ cho mình nhá. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái tính từ rất hay là intriguing. Intriguing nó đi với plot là cốt truyện nhá. Okay, intriguing plot. Em chỉ có em nhớ cái cụm này cho mình. Bởi vì khi mà chúng ta học ấy thì cố gắng là phải học theo cụm để chúng ta nói cho nó đúng cái cấu trúc và những cái cụm từ trong tiếng Anh. Tiếp theo nữa là một cuốn sách lôi cuốn thì em nhớ cho mình từ captivating read. Thì read này là một danh từ nhá. Nó là một cuốn sách. A captivating read. Intriguing plot. Đấy, cố gắng những cái từ đấy thì chúng ta học theo cụm luôn hộ mình với. Hay là một cái gì ạ? Người đam mê thì nó sẽ là tính từ voracious. Voracious. Rất là nhiều từ mới đúng không nào? Một cuốn sách được viết rất là hay thì chúng ta có cụm tính từ, cụm trạng từ cộng tính từ beautifully written. Okay. Đó, vậy thì bây giờ chúng ta thử nhá. Sau khi mà mình biết là có khoảng tầm 15 từ mới như thế này, có thể là đôi khi mình sẽ không thể nhớ luôn được, nhưng mà không sao bởi vì mình đã có thiết kế một cái game nhỏ nhỏ cho mọi người rồi đây. Các bạn sẽ cùng nhau thử challenge trí nhớ của mình xem là vừa rồi mình học được như thế thì các bạn có nhớ được cách mà chúng ta kết hợp từ trong tiếng Anh không nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cuốn sách lôi cuốn. Thế thì cuốn sách lôi cuốn theo mọi người sẽ chọn phương án gì đấy ạ? Nếu là mình thì mình sẽ chọn phương án đó là captivating read, đúng không? Và sau đó thì các bạn sẽ submit vào đây. Đấy, thì bây giờ mình sẽ có tổng 10 từ để cho các bạn thử nhớ lại lượng từ vựng trước khi mà chúng ta đến với cái phần luyện nói sau này nhá. Mình nhờ mọi người nhìn vào phần chat box đi ạ. Okay, take a look at the chat box and you can find the link here. Can you help me to spend the next 3 minutes to complete 3 quizzes before we're moving on to speaking part? Mời mọi người giúp mình nhá. Mình sẽ có tổng 10 từ đây ạ. Các bạn thử xem đi. Từ nãy giờ mình học một số từ mới mình biết là đôi khi nó hơi lạ. Và những cái tính từ này thì nó đi theo cụm đó. Thì mọi người đừng có ngạo, đừng có lo. Khi mà chúng ta học một từ mới thì bây giờ đầu tiên là phải có một review nhanh nhanh. Sau đó xong thì mình sẽ áp dụng vào phần nói cho mọi người nhớ bài nhé.
Mình còn một phút nữa nhé, mọi người cố gắng hoàn thành và cho mình xin số điểm trên phần chat box nha. Ok, wow, mình đang nhìn thấy là đang đến gần cuối buổi học nhưng vẫn đang có 70 bạn đang học ạ. Cảm ơn mọi người đã cố gắng trong phần luyện tập này nhé. Chúng ta nhìn thấy có bạn Tùng Nguyễn đang được 9 trên 10 câu đúng. Ok, mọi người rất là nhớ bài đúng không? Nào, hãy cùng nhau thử sức với khu vực này cùng mình được không ạ? Mình nhờ một bạn mở mic ra và làm cùng mình nhé. Ok, nào, có bạn nào muốn giơ tay tiếp tục về luyện tập phần này trước khi chúng ta đến với phần... speaking không? Nhờ bạn ok, đây mình thử kéo xuống một chút nhá. Mình kéo xuống một chút ạ. Ở đây có bạn Kate nào, bạn Lê Thánh Thiện, Lê Thanh Thiện Thanh nào. Tên rất là hay ạ. Kate ơi giúp mình nhá. Chúng ta sẽ đến với câu số 2 của ngày hôm nay. Ok, so captivating. Question number 2. Một cái cuốn, một cốt truyện hấp dẫn ạ. Sẽ điền một cái tính từ gì để mô tả cốt truyện này đây hả em? Câu chuyện trong tiếng Anh là plot. Hello, Kate, can you say something? Ok, có vẻ Kate đang chưa sẵn sàng đúng không? Thế thì bây giờ mình sẽ nhờ bạn tiếp theo nhé. Mình có Tùng Nguyễn là bạn xong đầu tiên. Vậy thì không biết Tùng có đây không nhở? Giúp mình nhé, câu đầu tiên hãy chọn gì đây Tùng ơi? I choose... Hấp dẫn ạ, chúng ta sẽ có từ plot, thì các bạn điền gì ạ? Gì? Ok, intriguing. No, okay. I voracious. Voracious. Tức là mô tả một người thích thì đọc sách ấy. If you are a person who read a lot, then you could say you are a voracious reader. Nhưng mà intriguing sẽ là một phương án ở đấy, em nhé. Ok chưa? Rồi, từ đây sẽ là một trong những cái từ khó. Con chọn là con chọn enduring sing và đang người ta cho cycle. Yeah, vậy thì đáp án đúng của chúng mình sẽ cần phải đó là sẽ là intriguing nhá. Yeah. Ok. Rồi, nhớ chọn đúng phương án cho mình. Cảm ơn em rất là nhiều. Tiếp theo chúng ta sẽ nhờ bạn Hoàng Quân hộ mình với câu hỏi tiếp theo nào. Hello Quân. You just try to read something quickly. Đọc cái gì nhẹ nhanh thôi thì mình dùng từ gì đây hả Quân nhỉ? Hello Quân, chúng ta chọn gì ạ? Chọn là... Ok, chúng mình có thể dùng từ skim. Em nhớ từ skim không? Skim. Ok, skim through. Còn scan tức là đọc kỹ nhá. Skim tức là chúng ta đọc lướt ý. Nếu như bạn nào mà có học khóa IELTS reading của thầy... của thầy tự nhiên quên tên thầy ấy nhỉ mọi người nhỉ? Mọi người học lớp reading của thầy ok sao tự nhiên mình quên Vũ tên của thầy IELTS vâng, đúng rồi ạ. Thầy Vũ dạ, à. Vâng thầy Hoài ạ, thầy Hoài đấy. Thầy Vũ. Bạn tên Hoài, à, bạn tên Vũ. À. Vâng, nhưng mà em bị quên tên tiếng Anh của thầy. Mike. Mike em... đúng rồi. Thầy Mike. Đấy. Thì mọi người sẽ thấy rằng thầy dạy cái kỹ thuật skimming và scanning rất là kỹ nhá. Nên bạn nào học IELTS thì di chuyển sang lớp của thầy nhá. Tiếp theo mình sẽ đến với tuyệt phẩm nào. Từ tuyệt phẩm này em sẽ nhờ chị Lương hộ em nhá. Nó không phải là một tuyệt phẩm đâu nhưng nó khá là hay ạ. It's no masterpiece. It's very readable. Ok, masterpiece, đúng rồi. Ok, đúng rồi. Chúng ta sẽ đến với một cái cuốn sách khá là khó đọc. Một tính từ đi sao ạ? Heavy. Heavy. The book is so going. Yeah. Heavy going, đúng rồi. Heavy going, một tính từ cho mình nhá. Tiếp theo, câu chuyện cảm động. It'll make you cry. Đó là từ gì ạ? It's such a moving story. Exact moving story. Good one. Number 8. Mình rất là đắm chìm vào cuốn sách đấy. Một cụm động từ ạ, engrossed. Đi với giấy từ gì đây ạ?
in her book, engrossed in her book. Number 9. Người đam mê đọc sách. Một tính từ nào? I can read. This is a voracious. Voracious reader. Okay, the last one. Cô cùng chúng ta nhé. Đọc từ đầu đến cuối sách ạ. Read it from cover to. To cover. Cover, đúng rồi. Đấy, vậy thì tổng tất cả là 10 từ. Các bạn ơi, khi mà chúng ta đã có đủ lượng từ vựng rồi thì chúng mình nghĩ là với 4 câu hỏi mình đưa ra ở đây chắc là mọi người sẽ không bị khó khăn đâu. Thì mình xin mời các bạn sẽ nhận link trong khu vực Padlet này nhé. Và mọi người sẽ dành ra 10 phút để cho chúng ta sẽ cùng nhau trả lời trực tiếp ở trên phần này và mình chữa cho mọi người luôn và ngay nhá. Để mình share ở chế độ ok, mọi người sẽ cùng vào viết nhé. Trên màn hình ở đây mình đang share và trên phần chat box sẽ là phần link của nó đấy ạ. Các bạn nhận link cho mình đi nào. Cố lên ạ. There are 4 questions regarding books. And the very first one, do you like reading? Đây là câu hỏi yes no question đúng không mọi người? Thì khi mà các bạn trả lời câu này, hãy trả lời thẳng vào vấn đề yes or no. Và nếu như bạn thích đọc sách thì bạn hay đọc lúc nào? Đọc sách thể loại nào? Hoặc là bạn thích đọc sách ở đâu? Đến đâu để chúng ta chọn những cuốn sách hay? Câu hỏi số 2 nó liên quan luôn ở phía dưới là what are your favorite book genres? Những cái thể loại sách yêu thích của các bạn thì sao ạ? Mình đã nhìn thấy có 13 bạn đang vào viết rồi đấy. Mọi người hãy cố gắng thử giúp mình đi. Là chúng ta có một cái challenge cho bản thân là sau khi học xong một cái từ vựng, lượng từ vựng về chủ đề book rồi thì các bạn sẽ xử lý những câu hỏi này như thế nào để chúng ta phản xạ ra nhé. Nếu như câu hỏi số 2 các bạn thích trả lời hơn, mọi người có thể đến với ngay câu 2. You can certainly jump straight to the second question and then give me your answer. What is your most interesting book? Cuốn sách yêu thích và thú vị nhất mà bạn đã từng đọc là gì? Thì các bạn có thể dùng cái cấu trúc là mình có để ở đây ạ, để cho các bạn sẽ viết nhé. Nếu bạn như lần đầu tiên bạn sử dụng với cái Padlet này thì các bạn làm như sau. Mình ấn vào dấu cộng. Sau đó xong ở phần chủ đề các bạn ghi cho mình tên. Và phía dưới thì các bạn ghi cho mình câu trả lời. Và nhớ rằng câu trả lời này phải được well developed. Nó phải được phát triển một cách gì ạ? Một cách phong phú, đa dạng dựa trên 5W1H mình vừa hướng dẫn nhé. Ví dụ bạn Đặng Nguyên Phú, Phú ơi, mình nghĩ rằng đây là cũng có thể là đầu tiên em học đúng không? Thì những cái câu trả lời như thế này thì nó quá ngắn đấy mà. Và nó sẽ làm cho mình không thể nào phát triển được và sử dụng được từ vựng một cách hiệu quả. Thì bây giờ nếu như em trả lời câu này thì em sẽ nói sao nhỉ? My favorite book is fiction. Fiction là một cái gì ạ? Là một cái nhánh chuyện nó rất là nhiều những cái bên trong. Fiction là sách không có thật đúng không? Là made up stories, unreal stories. Thì bên trong đấy thì em thích cái gì thì em phải nói cụ thể ra. Ví dụ như là historical novels hay là comic books thì phải nói rõ nó ra giúp mình với. Thì Phú có thể sửa lại lời này một xíu nhé. Ok, mình đang nhìn thấy có một bạn trả lời yes I do, my favorite is okay. Ok, thì bây giờ mình sẽ đây, mình sửa một xíu cái này cho em nhé. Bạn nào đang đây có bạn. Đây, mình sẽ mute lại một chút để cho mọi người sẽ không bị nghe tiếng background noise nhá. Yes, I do. Mình là một người rất là đọc sách, rất là thích đọc sách. Thì em phải dùng từ voracious reader vừa học xong đấy, để chúng ta nói đi. Yes, I do. I am a bit of a voracious reader. And my favorite one is Doraemon. Okay, my favorite one is Doraemon. Là một cái gì ạ? Đó là which is a comic book. Em phải nói là a comic book được vừa học xong mà truyện tranh mà thì mình áp dụng vào trong văn viết luôn đi nhá. Và mình cần phải có tên ở đây thì mình mới gọi lên mọi người để nói được ạ. Các bạn chỉ có trả lời cho nó mở ý xã hội mình với. Đây là một câu trả lời khá là tốt ạ. Yes I do. My favorite book genre. Bạn có thể dùng từ genre tức là thể loại nhá. My favorite book genres are self-help books, travel guide book and cookbook. Mấy có bạn nào đã trả lời câu này nhỉ? Mọi người phải ghi tên vào mới nhờ mọi người bật mic lên để luyện nói với mình được chứ. Mình đã không thể có tên ở đây ạ. Ok, đấy. Bạn là Mai Tùng Anh đã cho mình được một cái câu khá là tốt. Bạn ấy đã sử dụng từ voracious reader. Tôi là một cái người đọc sách, rất là đam mê đọc sách đúng không? Và thể loại yêu thích là historical novels. Ok, that's a good one. Thank you. Đó, trả lời tốt rồi đấy mọi người ạ. Các bạn chịu khó link tất cả những câu trả lời của mình với từ vựng đã học nhá. Từ vựng học rồi bây giờ phải dùng được cơ. Now, câu trả lời tiếp theo. Yes, I do. I'm a voracious reader.
I like parenting books. Ooh, bạn ấy rất là thích đọc những cái sách về việc dạy dỗ con cái này. And cookbooks. Ooh. Sometimes I read comic books. Okay. For relaxing. Okay. Thì mình có thể nói là to chill out. To chill out tức là để thư giãn đi. Okay. Hoặc là to unwind. Đấy. Đây là một số những cái từ đã học ở trong chủ đề leisure time. Bạn hãy áp dụng được nhá. Rất là nhiều bạn đã cho phương án ok. Mỗi tội là mình đã không nhìn thấy tên để cho để gọi mọi người lên nói đấy. Thì bây giờ mình không biết có bạn nào đang trả lời câu này không? Để mình nhờ một bạn nào đó giúp mình đọc to câu này nhá. Mình sẽ gọi bạn Lona. Xin mời Lona ơi, em có thể mở mic cho mình không? Em đọc to câu trả lời của một bạn nào đó trong lớp nhá, để chúng ta luyện tập nói được không ạ? So Lona, do you like reading? And what are your favorite book genres? Hi Lona, yeah. Try to speak louder. Đọc to giúp mình nào. Yes, I do. I am a voracious reader. I like parenting books and cook books. Sometimes I read comic books to chill out or unwind. Okay. Đúng rồi, đấy thì mình có thể dùng cái từ đấy. Đã đơn giản thế thôi. Mọi người cứ phát triển ý nhẹ nhàng cho mình nhé. Và quan trọng là mọi người dùng được hộ mình từ vựng đã học với ạ. Đây, có một cái từ này thì có một bạn có nói là I read books every day before I go to bed. Okay? Vậy thì bạn có thể cố gắng dùng được cái cụm bedtime reading, tức là những cái cuốn sách mình đọc trước khi mình đi ngủ ấy. Người ta gọi chung là bedtime reading để có thể là cho vào câu trả lời này nhá. My favorite book is Harry Potter fiction story. Okay? Fiction story. Which, đúng không ạ? Okay? Which, okay. Is mình nghĩ là fiction series đi. Đây là một cái series truyện Harry Potter đúng không? Thì mình dùng từ đấy cũng được ạ. Which is my bedtime reading. Which is my bedtime reading. Đấy, các bạn chịu khó tăng cường từ vựng đã học để mình phát triển cái câu này tốt hơn nhá. Ổn rồi đấy ạ. Mình cần một bạn nào đó chịu khó đọc to với phần này đi. Eric ơi, hôm nay mình sẽ không thấy mọi người có ghi tên nên mình đành mình gọi random vậy nhá. Eric ơi, Eric chỉ có mở mic ra đọc thử khu vực này giúp mình nhá. Hello. Okay, Eric. So, do you like reading? And what are your favorite book genres? I really like reading. Em chỉ cần đọc to. I really like reading. And my favorite genre is like a historical fiction. Oh wow, historical fictions. You read it in your age? Oh wow. Yeah. Okay. So tell me, what is your favorite one? Tell me a name of a historical fiction, historical stories. Can I show you? Yeah, you can show me the cover. You got it in your hand? Yeah, sure. Thank you. Okay, so just wait him for a second. He's going to show us his favorite historical fiction book. Oh, wow. Okay. Rồi, mình đang nhìn chờ bạn Eric đi lấy sách nha. Các bạn khác chịu khó giúp mình có vào trên phần chat box hoặc là trên phần palette câu trả lời của mình. Like autobiography. Oh wow, what is the name? Mandana, Nelson Mandana. You are a big fan of him? Yes, I sometimes. Okay, yeah, he's such other books too. Oh, okay, so you are a person who like reading about genius, about the presidents all over the world, is that right? Yes. And my favorite hero is Harriet Tubman. Ooh, okay. Yeah. Wow, you give me goosebumps actually, because I cannot imagine that a child at your age can read some masterpieces like this. Okay. Mọi người ơi, but Eric, may I ask how old are you, Eric? I am 9. 9 years old. Okay. Eric của chúng ta 19 tuổi, bạn ấy đọc vào những cái sách kiểu về tổng thống Nelson Mandela các thứ đúng không? Rất là hay. Các bạn có thể học cách Eric có thể enrich his knowledge bằng cách đọc rất là nhiều sách như vậy mọi người nhé. Okay, so if you feel like
sharing with us some of your favorite ones, then just feel free, Eric. Nếu như em có muốn chia sẻ nhiều cuốn sách hay ho hơn của em có thể chia sẻ cho các bạn lớp mình nhé, để cho các bạn sẽ tìm đọc sách nha, Eric nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Ok, rồi, bạn nhỏ chúng ta đọc cuốn sách rất là hay. Thế thì ở đây tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2 á. Người ta hỏi là what is your interesting book? Thì mọi người có thể thấy rằng là bạn Jessica Phạm có nói là I think it will be Buddha, a book written about Buddha life. Rồi, em có thể nói rõ hơn, it tells us the story of, có thể nói về cái cuốn sách đấy, nó kể câu chuyện như thế nào để mình có thể hình dung rõ hơn nhá. Rồi, đa phần mọi người đã bắt đầu có trả lời được cái câu hỏi liên quan đến cuốn sách yêu thích rồi đấy ạ. Với câu hỏi số 2 này thì mình đang chưa tìm được một cái câu hỏi nào, một câu trả lời nào đó nó cụ thể để cho mọi người có thể hiểu hơn về nội dung sách. Thì các bạn chịu khó mở ý ra thêm để chúng ta nói về cái cuốn sách yêu thích của mình nhé. Với câu hỏi số 3, what are some benefits you can gain from reading? Những cái lợi ích mà các bạn đạt được khi chúng ta đọc sách. Thì ở đây đã có rất nhiều câu trả lời. Improve my skill about cooking, improve my cooking skill, gain, have a little bit fun, enrich my knowledge, broaden my horizon. Đúng rồi, đa phần các bạn đã bắt đầu có khả năng sử dụng được những cái từ theo cụm để trả lời câu này rồi đấy. Với câu hỏi cuối cùng, is there any bookstore in your area? Thì các bạn có thể dùng được cái cụm in my neighborhood, là gần khu vực mình sống ấy, thì nó có hay không? Và ngoài ra nữa là bạn đến đó thì bạn thường làm gì? Hãy dùng được cái cụm là flick through nhé. Mình thường đến đó để mình sẽ lướt qua những đầu sách và chọn ra cuốn sách yêu thích của mình. Thì đấy là kỹ thuật để trả lời ạ. Các bạn thử cố gắng đi, là trong một cái khoảng từ vựng mà chúng ta đã học khoảng tầm 30 từ vựng mới, thì mình phải làm sao tận dụng tối đa được nó để trả lời các câu hỏi như thế này, thì bạn sẽ nhớ được từ vựng hơn ạ. Và một trong những cái cách tốt nhất để cho mọi người nhớ từ vựng là hãy viết xuống nhé, viết thành câu chuyện đi. Thì như thế nó sẽ dễ hơn rất là nhiều cho mọi người nhé, trong việc là chúng ta nhớ từ. Ok, rồi. Vậy thì sau khi mà bài học này kết thúc thì mình sẽ xin mời mọi người di chuyển đến khu vực của phần duet một chút xíu. Thì duet này thì mình có sẽ chọn ra những cái duet để mọi người sẽ luyện nói. Đây này có những cái duet rất là ý nghĩa, mọi người đọc to ra để chúng ta luyện ngữ điệu của mình với nhá. Mình sẽ chọn ra một cái video, chắc là video này đi, video này rất là hay. Mọi người thử nghe cái video này nhé. Và về nhà chúng ta dành khoảng tầm 5 phút thôi để đọc to ra và luyện về phát âm và ngữ điệu của mình với. This one is going to hit hard. One tree can make 1,000 matches, but only one match can burn 1,000 trees. Moral of the story is don't let one negative thought burn all the positive thoughts. Đây là phần duet của chúng ta sau khi bài học của 19 kết thúc. Các bạn nhớ về tải ứng dụng TikTok và chúng ta thực hiện duet và up lên trên phần group của Nhịp Cầu Sinh Ngữ giúp mình mọi người nhé. Các bạn ở trên nhóm, mình thấy có một số bạn liên tục hàng ngày các bạn duet và up lên đấy ạ. Thì đây là nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Xin cảm ơn mọi người vì đã cùng nhau luyện tập một tiếng với mình về chủ đề books, và hy vọng rằng mình sẽ nhận được những cái sản phẩm về duet của bạn sau bài học này nhé. Thank you so much everybody. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và chúng ta đã hoàn thành xong với bài tập ngày hôm nay. Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ nhé. Enjoy the rest of your weekend everybody. And I'll see you next week. Goodbye. See you around. Tạm biệt mọi người. Okay. Goodbye. Tạm biệt mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Goodbye teacher. Goodbye. See you around. Tạm biệt mọi người nhé. Bye bye. Mọi người nhớ về duet cho mình nhá. Lớp xong rồi hả Quỳnh ơi? Rồi, bye bye các bạn nha. Bye bye các bạn. Lớp xong rồi đúng không? Mình e nhé.